Chào tất cả các bạn, hôm nay chuyên mục về bếp của Miko sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn rất thơm, ngon và đặc biệt. Với món ăn này, các bạn có thể sử dụng làm kinh doanh tại các hộ gia đình, các tiệm bánh ngọt hoặc các bạn trẻ có mong muốn khởi nghiệp với số vốn nhỏ đều được. Đó là món bánh Taiyaki Mỹ, hay còn gọi là bánh con cá của nhãn hàng Miko hương xưa. Nguyên liệu để làm món bánh này gồm có là bột bánh Taiyaki Mỹ 200g, nước 150g, trứng gà 1 quả, dầu ăn 20g. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nhé. Đầu tiên các bạn sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào tô. Sau đó các bạn sẽ dùng cây khuấy, khuấy cho hỗn hợp tan đều và đồng nhất. Đến khi hỗn hợp đồng nhất và không còn vón cục nữa thì các bạn sẽ dừng. Chúng ta sẽ để yên hỗn hợp trong vòng 10 đến 15 phút. Trong thời gian chờ bột nghỉ thì các bạn có thể chuẩn bị nhân để tăng thêm hương vị cho bánh con cá khi thưởng thức. Trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhân kem sữa từ bột trộn sẵn Miko hương xưa. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho 250g nước hoặc sữa tươi không đường vào tô. Ở đây mình sẽ sử dụng sữa tươi không đường để tăng thêm mùi vị cho nhân. Tiếp theo các bạn sẽ cho 100g bột nhân kem sữa Miko vào. Sau đó các bạn sẽ dùng cây khuấy, khuấy cho hỗn hợp đồng nhất và mịn đều. Các bạn sẽ khuấy cho đến khi hỗn hợp đặc mịn bóng thì dừng. Các bạn có thể thấy là hỗn hợp sau khi khuấy xong có màu vàng và thơm sữa. Sau thời gian nghỉ 15 phút thì bột đã ổn định, chúng ta sẽ tiến hành nướng bánh bằng khuôn con cá. Lưu ý là trước khi nướng, các bạn sẽ làm nóng khuôn ở nhiệt độ 180 độ C khoảng 15 phút. Đầu tiên các bạn sẽ đổ một lớp bột mỏng vào khuôn. Các bạn sẽ cho bột vào nhân vào trong bao tam giác để quá trình đổ bột được dễ dàng hơn. Tiếp theo các bạn sẽ cho nhân vào. Cuối cùng chúng ta sẽ cho một phần bột còn lại lên khuôn. Với máy nướng bánh con cá, các bạn có thể mua tại các showroom dụng cụ làm bánh trên thị trường. Chúng ta sẽ nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C, thời gian nướng là khoảng 4 đến 5 phút và cứ 2 phút các bạn sẽ lật mặt bánh. Sau thời gian nướng khoảng 2 phút, các bạn sẽ tiến hành lật mặt bánh. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục nướng ở nhiệt độ 180 độ C, thời gian là khoảng từ 2 đến 3 phút cho đến khi bánh vàng giòn. Sau thời gian nướng từ 4 đến 5 phút thì bánh đã chín, các bạn sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Bánh con cá sau khi chín có lớp vỏ giòn xốp, bên trong có màu vàng ánh kim hòa quyện với nhân kem sữa, thật hấp dẫn đúng không các bạn? Cách làm thì lại vô cùng đơn giản đúng không nào? Chúc các bạn thành công với bột Miko nhé!